Sanh ra của phó ngon. Cụ phó Ngôn sanh ra được 5 người con. Người con thứ nhất là ông Phó Hành, người con thứ hai là ông Thủ Nguyện, người con thứ ba là ông Thủ Tiên, người con thứ tư là ông Phó Đởm, và một người con gái thứ năm là bà Huệ, tức bà Ân. Bà Huệ tức là bà Ân sanh ra cô Lan, cô Liễu, chú Minh, cô Trang và chú Thành. Bà Huệ tức bà Ân. Gia đình bà Ân gồm có cô Lan, cô Liễu, chú Minh, cô Trang, chú Thành. Bà cô Ân cùng các con các cháu nhân ngày lễ thượng thọ bè. Cô Liễu với chú Minh. Đây là gia đình chú Minh, con bà Ân, chú Thím Minh. Gồm có hai người con, một con trai với một con gái. Trong hình này là chú Thím Minh, một con trai với con gái, với con rể với hai cháu ngoại. Vâng, đây là gia đình chú Thành, gồm chú Thành, vợ là Ý Thảo, con gái lớn Uyên Thi, con gái nhỏ Thảo Nguyên. Chú Thành là con của bà Ân. Vâng. Bà đang cắt bánh. Hình kỷ niệm lễ thượng thọ bà Ân cùng các con và các cháu. Năm bà 90 tuổi. Đây là gia đình bà Ân và các con các cháu. Bà Ân cùng con cháu ngày Tết.